chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Xuân Mận Family Cuộc Sống Đức nha. Thì hôm nay gia đình của Mận đưa hai cháu sang qua ranh giới của nước Hà Lan đó mọi người, giữa Đức và Hà Lan đó. Nói chung là nó sát bên, chạy khoảng mấy chục cây số anh, khoảng tầm 40 cây số. Thì đưa cho mấy cháu đi chơi cùng với gia đình con nhỏ bạn á. Tại vì gia đình nhỏ bạn đã đi qua bên này chơi rồi, thì Mận cũng chưa có đi bao giờ, cho nên thì hôm nay nhỏ bạn dẫn đi để cho biết mọi người, với lại mấy nhỏ nhà Mận cũng rất là thích đi chơi á. Bắp quá chừng chừng luôn, bắp cây còn non á, chứ chưa có cao. Quay hai bên đường cho mọi người xem cây cối không, tươi mát. Hiện tại bây giờ Mận đang ở bên nước Hà Lan nha mọi người. Thì ở đây là lần đầu tiên mà Mận đến ở nơi này, thì có đi cùng với lại con nhỏ bạn. Nói chung là gia đình của bạn Mận là người Iran, cũng sống ở bên này. Thì những cái video trước thì Mận cũng có quay đó. Đó thì hiện Mận đang đứng ở trước cái cổng mà đi vô cái chỗ mà trung tâm cho trẻ em chơi. Trời bữa nay xe đạp. Dạ. Yeah. Hello. Thì bây giờ Mận vào bên trong nha. Wow, nhưng mà chờ xe đi vậy mọi người. Thì đây là cái cổng chính để mà vào bên trong chỗ chơi, cũng như là ở trong này có chợ đồ luôn nha mọi người. Vừa đi chơi vừa đi mua sắm. Ta làm chỗ nước này khá là đẹp ha. Đó thì đây, ở đây người ta ghi nè, supermarket, restaurant nè, Spestin, nhìn là chỗ có đổ xăng, đổ đồ hay là siêu thị cũng như trò chơi. Nói chung ở đây là có tất cả nha mọi người, rất là rộng lớn luôn. Ở đằng kia là cái nhà hàng đó. Còn ở khu vực này là bãi đậu xe nha, khá là lớn luôn. Mà Mận để vô bên trong kia Mận tìm một chập mới có bãi á mọi người, mới có chỗ đậu xe. Mận đi xuống chỗ đây. Cái chỗ này là chỗ rửa xe nữa nè mọi người. Thấy không? Vô hôm này là hầu như là cái gì cũng có, đi chợ mua sắm, sau đó đi chơi, đi ăn uống, mà xe có dơ thì tới đây rửa luôn. Đó, rửa xe luôn. Thấy thích chưa? Rửa xe là rửa tự động nha. Ô, Mận đi nhanh nhanh chứ xe ra. Tại vì đường này không phải là cho người đi bộ. Đây là chỗ đổ xăng nha mọi người. Kia thì cũng là quán ăn vỉa hè. Còn đằng trước đây là cái gì đây? Trước này là siêu thị. Trước này là siêu thị nè. Không, sẽ Mận kêu vào bên trong. Thôi Mận vào bên trong tí xíu nha mọi người. Thì đó thì cũng đi quần quần, đây là ở ngoài. Ở đây Mận nghĩ là đi thứ bảy là chắc khá là đông, tại vì Mận đi hôm nay là chủ nhật. Đây. Cái này là vào bên trong. Đó. Thì Mận đi tới đâu Mận quay tới đó. Bây giờ Mận sẽ lên trên nha, Mận quay một vòng xuống cho mọi người xem. Wow, trời lên trên đây nó mát ghê luôn á mọi người. Này, about video mất hơn. Đây. Ở bên này là ở đằng sau lưng cái nhà, Mận đang đứng sau lưng cái nhà này là siêu thị nha mọi người. Thì cái chỗ mà trò chơi á là ở sau lưng siêu thị. Kia thì cái bãi xe nhỏ nhỏ, nhưng mà cái bãi xe của Mận đậu thì rất là lớn.
À, từ từ con, từ từ quá tình. Đó cái khu chơi này. Dạ, ở đằng trước kia là không có trả tiền, nhưng mà những cái chỗ mà chơi này nè là phải trả tiền nha. Moment, moment, mama quay cái này cho ông bà cô chú xem cái đã. Hả? Chờ, chờ mama tí xíu mà, Peter. Chờ chút xíu qua tên Peter. À, còn chỗ này là ở trong quán ăn, nhà hàng. À, lái ra đây lái con. Đây. À, đây vợ chồng Mận ngồi trên một chiếc xe nho nhỏ đỡ cho hai đứa con gái. Quay lại con, quay lại con. Hai đứa con gái Mận lái xe chở ba mẹ đi chơi. Mai mốt rồi nè, lớn rồi nè, mua xe nó chở mình đi. Nói nghe đã cơ chưa. Đó, chạy xe đã đời luôn. Hả, gì bà bác? Đây, quán xá bán tấp nập. Chạy mà. Đẹp quá ba ba ha. Tụi con chạy cẩn thận nha, ba mẹ ngồi đằng sau á nha con. Một dòng. Đây nhà gì đây ta? Nhà chứa cái xe nè. Ở ngoài đây là đường xe chạy. Nói chung cái chỗ này là sát bên đường luôn á mọi người, cái khu chơi nè. Ủa tới nơi rồi hả? Tới rồi. Sao nhanh dữ vậy? Trời ơi, nhanh với nhìn. Hello, hello. Yes. Yes, come to house. Ok, yes, Andrew Spillen và trời ạ. Này chạy có một vòng có tí xíu rồi mọi người. Cái nữa mẹ. Không. Ok. Andra giải cho. Ba ba mua ship cho ba ba. À so ok. Bây giờ hai mấy đứa con Mận á lại tới đây chơi đạp xe gì nước gì đây nè mọi người. Trời ơi, ham gì mà ham như nấm luôn. Cái này là cái chơi bắn súng nước vô mấy cái này á. Trẻ con mà đến nơi đây là thật sự mà nói mọi người phải chuẩn bị tiền nha mọi người. Tại vì cứ một cái ship á, give me, một cái ship như thế này nè mọi người, đỡ ông xã mọi người. Đây một cái ship như thế này nè. Là trả 1 euro, là ai euro đó, là trả là có thể chơi ở chỗ này nè. Rồi xong rồi mình muốn chơi cái chỗ khác á, thì mình phải đưa một cái ship vào trong. Cứ như vậy mà chơi. Phải chuẩn bị tiền cho thật nhiều nha mọi người. Kinder ở đây mà nó vô đây rồi là không có muốn đi ra ngoài đâu. Hai chị em lên một chiếc thôi con. Cẩn thận con, for this. Rồi, con cầm con lái đi. Trời ơi, mấy đứa con mặn gì đâu, nó ham không chịu ăn uống gì hết, chỉ muốn chơi thôi mọi người ơi. Chào ông bà cô chú đây con. Chào ông bà cô chú. Lái ra con, chạy ra ngoài kìa. Chạy ra ngoài, đừng có cua vô trong lờ. Bye bye, au revoir, Dezen. Hi, Marty. Bye bye, au revoir, Dezen. Bây giờ con gái Mận
đi mấy đứa nhỏ bạn chơi chạy chạy ngựa chạy xe gì đây. Đó. Yes, Marty, come. Dạ, Marty, Ayman. Hello. Yes, good. Ciao, ciao. Okay, los. À, cưỡi ngựa, giật ngựa gì á. Thôi cho trẻ con thôi phái. Cầm cho chặt vô nha con. Cầm chặt vô. Yeah. Ok, cầm vô con, cầm chặt vô. Vậy chứ mận quay này nha. Vừa mà mận đăng lên á, mấy nhỏ coi nó ủa sao không có ở trong đó buồn. À, duty, duty. Đây, lâu kỳ đã xong. Xuống rồi đó, đi có một vòng ngắn lắm mọi người. À, rớt cái mũ vô. Đó, bây giờ đã đến rồi. Còn gái nhỏ mặn còn tí đằng kia. Chạy cái nhỏ mặn chạy ngựa chậm quá còn đằng sau. Hello Victoria, yeah, yeah. À, before this, yeah, con cầm cho chặt lại. Thích không con? Victoria thích không? À, thích hả? Lâu lâu mới được chơi. À, Dottie nó. À, Dottie here. Hello Dottie, Vinken. Cõi đỡ nó Vin Vin nó về thả tay té anh à. Dottie mất. À. Lăng xăm, lăng xăm. Mút xin nê lờ. Mút xin nê lờ, nít lăng xăm. Bạn đây à. Cặp vợ chồng này cũng dễ thương, nét lắm mọi người. À, tiếp theo là cái trò chơi ở ngoài này. Ở trò chơi ngoài này có bờ xa là nó mang cách. Mama Mati, kia bờ xa là nó order này. À so, cái này là chơi không có trả tiền nha mọi người. Tên làm ở chỗ này khá là rộng lớn không? Đây, hai vợ chồng này già rồi mà còn như baby nè. Thấy chưa mọi người? Thấy chưa? Đó. Đu đu mama Mati đu đu muốn rất man đây nè mama khúc hình giá. Yeah. Oh my god. À baba Mati for this đây nè Frau Hock open. Yeah, knock open. Em yêu. Ba mày đậu cái mũ dễ thương dữ hả? Mũ của con gái dễ thương dữ hả? Ủa đây anh lấy khẩu trang ra chứ ở đây nó thoáng mà, đâu có sợ gì đâu. Em yêu. Ôi dồi, em chơi cái gì? Giờ muốn chơi cái gì? À xô, con gái mặn giờ muốn chơi cái này. Yes, please understand. Anh muốn đi cái chân của anh phải đẹp. Anh phải đẹp. Mút gas. Hey,
Victoria Alicus. Yeah. Heute schön spielen, ja? Und lieber oder? Und jetzt hast du so Hunger oder nein? Nee? Warum ne? Muss essen und dann weiter spielen, ja? Okay? Aha, aha. Martin will auch mit Sport machen. Ở chỗ này cũng có một cái khu chơi không có trả tiền cho mọi người. Đó. Bây giờ gia đình Mận cũng như gia đình bạn á, vào bên trong ăn cho mấy nhỏ đói bụng lắm rồi. Ăn xong rồi có chơi gì nữa rồi chơi. Cá này là cá thu, 899, 800 gram. Còn tôm này á, là 1 kg. 1 kg, 1.000 gram. 1.000 gram là nó 8 đồng 99. Rẻ hơn ở chỗ mình mua 83 đồng. Ở đây mua cho 8 có 8 rẻ tới, lẻ tới 4 euro một bì luôn á mọi người. Đây, chút nữa Mận sẽ mua mấy bịch như thế này về để dành ăn. Mở tủ lạnh ra mát quá chừng, ở ngoài nóng vô mở tủ lạnh mát. Đây, ông xã Mận nãy giờ ông đi đặt đồ ăn á mọi người. Thì người ta đưa cho mình cái giống như cái chuông như thế này nè. Đỡ mình ra đây mình ngồi chờ, khi họ làm xong á là họ sẽ bấm chuông hoặc là cái này tự động nó nhá nhá gì nó quay gì mà không biết. Ừ. Nhá lên là mình cầm cái này nha, mình đem vô mình đưa cho người ta mình lấy đồ ăn ra. Vậy đó mọi người. Hello Dusty. Nina, show me. I mean, my steam or lauk or this. I'm a Esther Nani to say. No, I'm like a Holanda. Go, I'm a Ishala Dima. Yeah, schön. It need festin, aber das ist schön. Ja, yeah. Deine Oma, Opa hören, gucken und dann, oh, Zeus, ja? YouTube. Yeah, Patit. Happy. Yeah. Wow, thôi, đây là cá nha mọi người, cá. Còn kia là for meat. Oh, the meat good, yeah. Đồ ăn đã ra rồi. Thì Mận lấy hai dĩa cá, trong đó có for meat luôn. Cá này là nổi tiếng ở Hà Lan nha mọi người, rất là ngon. Một phần nó là bao nhiêu anh? 8 đồng mấy hả? Và còn cái này á còn 8 đồng 95. À so một phần có cá chiên với là phô mít là 8 đồng 95 nha. Còn cái này á là cái phô mít mà mua riêng như thế này á là 2 đồng rưỡi. Còn cái này là 3 đồng rưỡi hộp hay sao á đó. Thì rất là nhiều đồ ăn luôn. Thôi Mận mời tất cả mọi người dùng bữa nha. Con gái Mận đói bụng quá à. Đói bụng quá à. Đi mama này. Dạ. Ghé bên này nè. Đói bụng quá, tranh thủ ăn rồi con. Good night, Patty. Thank you, em đưa. Rồi, ăn đi con, đây nè. Đây, đây, đỡ cho Victor đây nè, bà ba. Bớt. Oh, man. Rồi, ngồi lại, con ngồi lại, ăn đàng hoàng thôi, đói bụng rồi. Ừ, nóng. Nóng rồi con. Ngồi xuống, ăn cho đàng hoàng con. Ngồi xuống. Rồi đó. Lấy cái này để chuột cây. Cola này. Cola ở bên này bán cũng rất là rẻ nha mọi người. 10 hả? Đồng nhiêu? Không biết, chưa hầu vô coi. Mà người ta nói là một kết nó là bán mười mấy euro á. Rồi đó. 8 euro hả? Chút nữa Mận vô Mận mua Mận chia sẻ với mọi người sau nha. Chút nữa Mận đi mua. Đồ hai. Đồ hai. Trời, cái miếng cá to quá mà nóng quá chừng nè. Ồ, cắt ra, ba cắt giùm em. Từ từ con nóng con. Ồ, nóng quá mọi người ơi. Wow, con miếng cá này nó trắng.
người ta ăn ra bờ, người ta ăn dao, ăn đĩa mặn, ăn bắp tay thôi. À, coi miếng cá nè, nó trắng vừa chưa. Họ mời mọi người nha. Quên chấm miếng sốt. Chấm miếng sốt rồi. Anh vớt cho em miếng sốt. Đồ, ông xã mặn cho mặn miếng sốt nè, ngon kìa chưa. Ngon không em? Victoria rạng ngon không? Ăn mà quên mời ông bà cô chú hả? Hôm nay quên mời Victoria. Trời đói quá mà. Victoria, hôm nay con ăn mà không mời ông bà cô chú nè. Sao ăn không không? À, ít nhất ra cũng mời ông bà cô chú ăn chứ, không mời ông đồ hết trơn. Ở đây cá, con vừa nghe mùi cá bay lại. Wow, cái miếng cá ngon quá bạc. Cả nhà ơi, miếng cá, nhìn miếng cá mà đã đời luôn. Giờ mặn chấm cái này nè, chấm nước sốt này. Đó, chấm cái nước sốt này vô. Có nước sốt là không có, có ngon. Ngon lắm luôn á. Ngon quá. Nó chạm miếng cá nha. Muốn ăn da hả? Cầm miếng cá rồi ăn da xong. Giỏi quá. Gái mama giỏi quá. Cha con ăn miếng da nha. Mát đã đời luôn. Tuyệt vời nha ông mặt trời. Mẹ. Chúng tôi đang ăn xong một bài chơi coi nha, cho chơi nha. Người ta là cầm dao cầm nĩa ăn, mặn là ăn bóc tay thôi mọi người. Đi đến đâu cũng vậy. Dao nĩa mà mặn cầm mặn thấy lủng củng quá, mặn dùng tay à. Ai cười là chịu à. Mặn ăn da à. Mang ra thiệt nhanh nhanh, đỡ còn lo đứt con nhỏ nữa. Gái nhỏ mặn lười biếng ăn quá. Đỡ miếng đây cho con. Đỡ miếng cá này cho con. Nè, với tôi ăn, cô ăn miếng cá này của mấy ma này. Mà cái này người ta cũng làm ca cái giống cái con cá. Cái này cũng cá anh. Có cả cá hết mà. Ủa, nó không có làm mật đồ cái phân tròn tròn nữa. Ở đây người ta chỉ làm đơn giản vài món thôi, không có làm nhiều. Làm hết ra nhiều ta đông người ta làm không kịp. Đúng rồi, đông người làm không kịp được đó chứ. Quá chừng chừng người luôn. Con cá đi. Con cá đi. Con cá đi. Con cá đi. Con mệt, đói bụng, vừa vô ăn. Nó ngon gì đâu luôn á. Gấp gì? Này, tôi biết gấp. Tôi biết gấp. Này, nó biết sơn con. Ồ, má mặt ca sẽ bị lần tiếp nữa.
đi tới đằng trước đó con. Bây giờ gia đình Mặn hồi sáng giờ chơi từ sáng tới bây giờ là đã mấy giờ ta? Đã 2 giờ rưỡi rồi nè mọi người. Đây. Đó. Không có thấy rõ hả? Sao không thấy rõ ta? Nét không thấy rõ. Đây nè, 2 giờ rưỡi rồi nè mọi người. Thì bây giờ cũng đã trở rồi. Thì vợ chồng Mặn vào ở bên trong siêu thị á, mua nghe nói cola, coca bên này rẻ lắm. Nhưng mà lon bên này uống, mua lon gì uống rồi dục nha mọi người, chứ không có bán lại lon được. Ở bên Đức thì mình mua vừa nước vừa lon, mình trả tiền rồi khi mình uống xong á là mình đi đổi lon chứ không có dục lon. Siêu thị này là của Hà Lan nha mọi người, và for this lunch rồi. Vô ở bên này là bán nước hay bán gì đây. Mặn thì lần đầu tiên tới đây cho nên cũng không có biết hả. Này mấy cái cách sờ tính tiền. Ủa ở đâu? Gia đình của Mama Matty ở đâu bà ba? Ừ. Chỗ đây là khu bán bông. Chắc vô trong rồi đó kìa. Khu bán bông, hoa, cây cảnh, bức tượng, trang trí, đồ. Nói chung là đồ co á mọi người. Ở đây là chủ nhật là chỉ có cái tiệm ở bên Hà Lan này, cái tiệm này mới mở cửa nha mọi người. Bình thường là ở Đức đóng cửa vào chủ nhật, nhưng mà riêng cái tiệm này thì mở vào chủ nhật thứ bảy. Này bán nước. Thôi đi lên xe anh. Bây giờ mọi người, thì nãy giờ gia đình Mặn vô trong siêu thị quay, mà mọi người ở trong đó người bán họ không có cho quay, họ cấm nha mọi người. Thì Mặn mua được một kết Fanta với một kết cola coca với mấy cái này, với lại bùa hút Renault đó. Thì một kết nó 8 đồng mấy hả ba ba? 8 đồng rưỡi mọi người, rất là rẻ luôn. Vậy thì thôi bây giờ Mặn sẽ đi về nhà. Thì hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye.